Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ và cưa xích của cửa hàng Thành Hợp nha anh chị. Đó, cửa hàng em địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng luôn, ở cửa hàng em ở tại chợ luôn và còn gọi là chợ ngã tư đó. Cho nên anh chị mà mình có nhu cầu mình mua máy cắt cỏ thì mình có thể đến tận cửa hàng để mình xem máy nha. À, nếu không biết đường đi thì anh chị có thể kết bạn Zalo để em nhanh gửi định vị cho mình đến nơi để mua máy nha anh chị. À, gần gần khu vực như Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang gì đó, mình có nhu cầu mình mua máy thì anh chị có thể tận cửa hàng nha. Đó thì tên của em là tên Nhanh nha anh chị, kêu em Nhanh nghe cho rằng rủi cũng được. Không đài á, thì cũng có một số thành phần giả mạo cửa hàng em lên điện cho mấy chú mấy bác là cửa hàng em có quay trúng thưởng ha. Cái đó là chỉ là thành phần giả mạo và lừa gạt thôi nha anh chị. Anh chị đừng có nhắm vô đường link, đừng có cọc kiết gì hết ha. À, mất công rồi mất tiền rồi không có được cái gì hết. À, mấy gà khách em bị cũng một số người, thành ra bây giờ em đi lên đây em nói hàng ngày để cho anh chị mình né mấy cái trường hợp đó ra, nếu được thì anh chị chặn số đó đi đó. Còn ai điện cho mình nhận hàng tới nơi thì mình cứ ok đúng hàng đúng máy thì mình nhận ha. Thì hôm nay em lên lô máy cho mình, lô chữ E 13 máy nha anh chị, lô máy đẹp đều luôn. Và anh chị chốt máy thì lên chốt giùm em lô E, từ E1, E2, E3, E4, E10, E12, E13 ha. Cho em nhanh gửi cho đúng hàng nha anh chị. Đó, đây, anh chị nhìn sơ lược về lô máy hôm nay nha. Rất là đẹp. Robin cấp, Robin mini, Yanma, rất là đẹp trợ lực. Ryobi trái táo, Kiwis 26, Maru Yanma 26, đó. Rồi Maru Yanma cũng 26 ga bóp viên, Maru Yanma 26 mà tin gầy. Rồi, về cái phần bên đây thì mình có là Mitsubishi TU 26 trợ lực nè. Kế đến là Mitsubishi TB 26 nè. Kawasaki TH 26 rất là đẹp. Rồi ba cây đeo lưng này là Mitsubishi T170 mình sang trên nha. Maru Yanma 26. Kế đến là Maru Yanma 26. Đó, hàng đeo lưng. Đó, lên bao nhiêu thì em nhanh lên bán bấy nhiêu. Thật sự chứ những cái mặt hàng đeo lưng cỡ này sao mà bán chạy quá trời anh chị. Em cũng bất ngờ đó. Tại vì á, ví dụ như vậy nè, nhà mình có càng cứng rồi mình mua càng mềm và mình phát cho nó khác như thế nào. Thì em thấy thì nhiều anh nói là càng mềm mình có thể đi ruộng mặt thang ở vùng cao anh chị, quải hai vai nó không có đau cái lưng. Nó căng sức hơn. Đau là giãn đau nhưng mà căng sức thì em nói nhầm. Còn ví dụ như ở miền Tây mình những cái cây cối mà nó mọc khích khích với nhau mà càng cứng nó ngắn hơn càng mềm. Nhiều khi mấy anh phát cỏ mà anh phải khom ngự phải không? Còn cái này mấy anh thẳng lưng là mấy anh phát cái cần nó dài đó, mấy anh đưa len lỏi vô phát cỏ nó tiện lợi đó. Thì mấy anh có thể xài hai chế độ, tại vì nhiều khi cái cần mà tung nó 260 á thì mấy anh có thể thay qua cần cứng mà anh sử dụng được, cần mềm sử dụng cũng được, chỉ cần mua thêm cái lắp 400.000. Mà bên em nhanh cũng có bán lắp nữa. Lắp thì bên em có tay lái, đầu bò, bát ga, dây ga đầy đủ đó. Nhưng mà vấn đề bán lắp thì em nhanh không có bao xếp phí tầm 50.000 nữa đó. Rồi em nhanh sẽ nói lại hình thức bán hàng ha. Em nhanh nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam. Đó, hàng tới nơi anh chị có quyền đổ xăng pha nhớt vô test nổ, cắt cỏ, ngon lành đúng máy đúng hàng, nhận hàng trả tiền cho shipper. Mà quá trình nhận hàng có cái gì đó nó không ngon, nó bể vỡ, nó chạy không ngọt hay là khởi động rồi không chạy, anh chị điện cho bên em để bên em hỗ trợ kịp thời nha. Nhớ chuẩn bị xăng với nhớt thử máy nha anh chị. Và những cái mặt hàng này thì em nhanh không có lấy cọc 1.000 nào hết. Cho nên anh chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn ha, không có sợ bị lừa gạt nha. Em nhanh bán bằng cái tâm nha anh chị, cho nên chị mua cũng bằng cái tâm giùm em nhanh ha. Đó, rồi đặc biệt là những cái mặt hàng này em nhanh bao ship tới nhà kèm phụ kiện đầy đủ luôn. Là anh chị chỉ việc là sử dụng thôi. Em nhanh đặt ra cái phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao cho mình chất lượng máy nha. Cho nên anh chị chú bác mình mua hàng em nhanh thì anh chị cũng an tâm đi. Tại vì em bán thì em cũng đặt ra mục đích là em bán khách là từ 2 đến 3 cây. Có anh thì mua về đến dành dùng, có anh thì thấy đẹp quá mua để dành đó, có anh thì giới thiệu dùm cho em nhanh đó. Cho nên bán hàng thì uy tín là đặt đầu
uy tín cũng tạo nên thương hiệu của cửa hàng đó, cho nên em sẽ duy trì cái uy tín này, chứ không phải mà làm hàng quá vẫn là làm mất uy tín là không có đâu nha anh chị. Tại vì bên em cũng có chế độ bảo hành nha, nhận bao đổi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày mà mình nhận hàng ha. Cho nên anh chị chú bác mình cứ sử dụng đi, có cái gì thì điện liền cho em nhanh, không cần đem lại thợ ở địa phương đâu, em nhanh hỗ trợ 100/100%. Rồi, số điện thoại để chốt đơn này nha anh chị, 0913136620. Số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp nha. Đó, và một cái máy cắt cỏ khi mà em nhanh cho đi đó, anh chị chốt mã nào em nhanh gửi mã đó là sẽ kèm phụ kiện 6 món đi kèm. Đầu tiên là em sẽ cho một cái đĩa dài 3 tắc Makita, kế tiếp là một cái trắng cỏ, nếu trắng cỏ trên máy có rồi thì thôi ha, không có thì em cho trắng cỏ mới. Kế tiếp là một cái tiếp mở bugi, một sợi dây đeo, một cái ổ cước 4 chấu. Cái ổ cước này để dành để mình phát cỏ nha anh chị, nhưng mà trường hợp là cỏ nhỏ, cỏ mỏng, chỗ có đá thì mình phát dây nó sẽ an toàn hơn. Và một cái lục giác 4, đó, 6 món này thông dụng, em sẽ cho 6 món này nha. Rồi, về cái này là cái tủ hút bơm nước, em nhanh bán thêm nha anh chị. Trà rong rêu em nhanh bán thêm nè, nhớt với gom cỏ ha. Còn mấy cái món phụ tùng em nhanh cho theo đó, anh nào muốn mua thêm thì nói em nhanh gửi, nhưng mà em nhanh không có bao ship được nha. Tại mấy cái món này bán để giao lưu giải trí thôi, chứ không có lời nhiều, không có bao ship nha. Rồi, cái này là cái tu hút bơm nước hút nước từ dưới sông lên, mà cái phiên bản này bằng inox nha anh chị, 150.000. Đó, rồi. Cái này là cái gì? Cái này là trà rong rêu. Trời mưa thì mình trà rong rêu, còn trời nắng thì mình ứng dụng cho phát cỏ ha. Cái bản lớn là 120.000, cái bản nhỏ là 100.000. Khi anh chị chốt đơn thì anh chị cứ nói trà rong rêu giùm em nhanh, để em nhanh gửi cho đúng mã nha anh chị. Còn cái này là cái gom cỏ cho trâu cho bò ăn, hổng gà cỏ mọc nhiều quá mấy anh cũng có lợi nhuận từ việc cỏ để mình cắt cho trâu cho bò ha. Cho nên em bán cái này nó cũng chạy hàng đó. Cái bản này là 100.000 một cái gom cỏ nha anh chị. Anh chị có mua theo bao ship thì nói em nhanh nữa, nói em nhanh gửi phí ship anh chị chịu, em không có bao ship nha, em quên, mua chung với máy thì em sẽ bao ship. Cái này là em sẽ đổi cái bản khác, nó nhỏ nó gọn lại nha anh chị, mà nó dày dặn hơn, 100.000 cái gom cỏ như thế này. Rồi, cái này thì nhớt hay thì nhớt này em cũng đang sử dụng của cửa hàng, cửa hàng em xài 4-5 năm nay rồi, và sẵn em nhanh bán luôn. Nhớt hay thì 100.000 một bình, một bình này là 1 lít nha anh chị. 1 lít nhớt như thế này em anh có thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng. Và cách pha thì đối với máy cắt cỏ thì em anh pha dùm em 1 lít xăng. Đối với máy này tầm trung thì 1 lít xăng pha 40cc nhớt thôi. Còn đối với máy mà công suất nó lớn xíu thì pha 50 đến 60cc nhớt. Đây mà cái bình nhớt em nhanh bán nó có chia cái miêu nhỏ nè anh chị, 20, 40, 60 nè, 80, 100. Mấy anh cứ đo theo cái từng cái miêu nhỏ như thế này là nó chuẩn thôi. Và mấy anh bóp nhớt ha, bóp nó sẽ qua đây và nó xuống đây, nó sẽ mang theo cái đường này. À, rồi mua máy thì có mua nhớt theo thì mua đăng để dành mình dùng dần nha anh chị. Rồi sau này có cái mà mình thử rồi sẵn xài nhớt chất lượng của cửa hàng em luôn. À, rồi, bây giờ xong chương trình giới thiệu phụ tùng rồi, bây giờ em quay lại test máy nha. Lô máy em này rất là đẹp nha anh chị, rất là đều. Quá trời cái máy này đẹp. Anh chị nào thấy em nhanh săn hàng đẹp ngon bổ rẻ cho em nhanh xin một nút like nha. Mấy anh chị đi qua đây lại, nó có cái mũi tên như gì nè, click vô. Khách mới mình thấy kênh em lạ lạ, bấm vô đăng ký kênh nha anh chị, để xem được nhiều cái video sát nhất, đẹp nhất, máy giá cả hợp lý nhất. Máy em rất là đa dạng, em dám khẳng định nha anh chị luôn, rất là đa dạng. Em còn một cái lô máy đồ sộ chà bá hự chưa dọn nổ nữa đó, mà dọn lên rồi nó đẹp như vậy nè. Máy lựa tuyển từng con nha anh chị, nó sao không đẹp đó. Rồi mà thấy cái chụp giật là thấy ngon lành rồi đó nè. Robin Engin ECO21G, ở ngoài nó dòng thêm một cái màu đỏ, nó quá đẹp. Phiên bản này có trợ lực nha, áo đỏ luôn, sáng sủa, lốc máy đẹp ha, bô khói nữa nè, trắng đẹp đó. Rồi bô khói thì công tắc zin nằm phía sau, chạy chế zin quanh pro le đỏ tự động nha anh chị, tức là trước khi mình khởi động máy mình bơm xăng
mình đóng le lên ra nó sẽ nhảy mở le ha. À loại là le tự động nha. Lóc máy đẹp chưa, sáng trưng luôn, tâm máy nè, trời ơi ga dữ lát nè. Còn tem thông số đầu bò trắng cỏ zin ha, cái trắng cỏ là nó zin, nó cái kiểu gì nó là em không có bù trắng cỏ mới nha anh chị, chừng nào mà nó gãy làm hai ha, không có em mới bù nha. Rồi mã này anh chị chốt thứ tự E1 giùm em nhanh nha anh chị, 30 ly 1.250.000. Em test hình xong coi kêu hợp với ghi giá anh chị. Rồi cái đó là danh ma, phiên bản danh ma. Cái cây này á, là hôm bữa có anh khách quen anh mua anh xài rồi năm rồi, bây giờ anh quay lại anh kiếm cái mã như thế này mà em không có về hàng, tại vì có về lựa không có ưng bụng á, thành ra em không có chốt. Bây giờ có rồi, bây giờ khách em quên tiêu khách nào à. Bây giờ anh có coi mà anh thấy là tại sao cửa hàng không chờ anh cũng thông cảm nha anh, tại vì nó nhiều khách quá em không có nhớ được, em chỉ nhớ mày mại vậy thôi. Thì anh thấy được thì anh chốt giùm em nha. Rồi khách nào mà mình nói chứ ai chốt trước thì em ưu tiên nha anh chị. Đây phiên bản danh ma có trợ lực ngược kéo thẳng dây buông nhẹ, vậy là nhẹ nổ, nó nhẹ nhàng lắm anh chị, trọng lượng siêu nhẹ, giật nhẹ nổ. Mà cái phiên bản của nó là phiên bản zin, là một tay cầm nữa, tức là mấy anh thắt cỏ mà trong vườn can trái ha, mấy anh đi rất là nhanh, nó không có bị vướng vào những cái nhánh đó. Ga giữ nè, không tắt nè, để xuống là tắt, để lên là mở nữa nè, trắng cỏ đầu bò zin luôn, lắp zin đó, tôm liền tôm nhựa nha anh chị, 242 made in Japan đó. Và đặc biệt sở hữu chế hai kim quanh bà rồ chế zin, giật nhẹ chạy khỏe tiết kiệm xăng, trọng lượng gọn nhẹ nữa, mà giá có 1.600.000 đồng thôi. Anh chị chốt thì chốt cho em ký hiệu E2 nha, E2 là mình chốt được mã nha. Nhưng mà anh nào muốn chốt máy này mà muốn lên hai tay cầm thì nói bên em nhanh lên hai tay cầm cho miễn phí luôn, còn không thì mình cứ để một tay cầm như thế này ha anh chị, xài tiện lợi. Kỹ sư Nhật họ thiết kế thì họ cũng có cái ý đồ của họ rồi đó, quá đẹp. Rồi ruby nè, tròn cái máy gì ở đây giật hết hồn anh chị, nổ như là xe su xe bo vậy đó, giòn tan hay sợ, chạy khỏe nha. Gearway đó, Gearway phiên bản này có trợ lực nha anh chị, chạy chế zin ngang ngang một kim quanh pro, cái phiên bản này chạy khỏe mà giá lại rẻ luôn. Cái vú bơm phụ nó nằm bên đây ha, nắp intercare anh chị nhìn đi, còn tem tuốt đầy đủ luôn, anh Nhật họ xài không có nhiều đó. Gearway tôm liền tôm nhựa nha, ông tắt nè, nghe dữ nè đó, lắp zin luôn 26 đầu bò zin, có chén chống quán cỏ rồi chén chống mòn đồ ốc này, có quét mã vạch luôn đó. Giá có 1.600.000 thôi, anh chị chốt thì chốt cho em nhanh, là ký hiệu E3 nha anh chị, nồng 34 ly, giá 1.600.000 đồng. Phiên bản này mặc dù nó không có trợ lực nhưng mà nó có xả cò nha anh chị, mình giật nhẹ như là trợ lực vậy đó, anh chị thấy cái còn đó nè, đó phục vô thật ra đó, giật nhẹ nhàng lắm. Bình xăng con nó là chạy chế với tâm ga ha, cho nên chạy rất là khỏe, đúng sức của nó luôn, cái chế này chạy khỏe đỉnh luôn. Khi mà mấy anh sử dụng máy mà chạy với tâm ga, mấy anh sử dụng cái đời máy nó quen rồi, mấy anh xài lại chế ga ngang á, à, chạy nó sẽ nghe nó không có sướng bằng. Đây, ô khói trắng đẹp ha, thức máy đẹp liền lạc luôn,
Made in Japan nữa nè. Đó. 260. Tôm nhôm tôm liền, nước sinh viên chóc nhẹ nha, có chân trống. Máy này mấy anh phát cỏ ha, bằng lưỡi cũng được, đĩa dài cũng được, đĩa tròn cũng được, ổ cước cũng được ha. Phát dây đó. Nó khỏe lắm. Ga giữ nè anh chị. Đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Đó. Đầu vào ghim. Cái phiên bản này anh chị chốt giùm em nhanh L4 nha anh chị, 34 ly 1.6 ha. 1.600.000 đồng. Em xin lỗi, 1.800.000 đồng. 1.8 chứ mà 1.6 anh chị. Maru Yanma nồng 34 ly, công suất là 26cc ha. Phiên bản có trợ lực nha anh chị. Em có lời khen cho cây máy này nha. Hình thức nó quá gọn nhẹ nha anh chị. Tầm 5kg quay đầu, tính luôn nguyên cây máy. Nhưng mà chạy khỏe, tại vì nồng 34 ly luôn mà, công suất lớn. À, ốc máy rồi trắng đẹp ha. Bô khói đẹp lan can. À, lốc máy cũng sáng trưng luôn. Cái áo, tại cái áo người ta kiểu màu đen nhìn mạnh mẽ thôi. Đó. Chạy chế zin, một kim One Pro. Khởi động máy thì đóng e, bơm xăng, giật hai ba phát nổ không đổ gì cũng mở e như vậy giùm em nhanh nha. Cho nó thông gió với nó chạy nha anh chị. Mình mua máy mình phát cỏ gia đình, anh chị kiếm đề máy chạy ổn định lại xăng thì mình lấy cây này đi. Đó, tôm liền tôm nhựa nè. Ừ. Lóc dập nổi Made in Japan luôn nha anh chị. Đó, dập lóc luôn. Hai cổng thun bỡ đỡ bình xăng vẫn còn dày dặn ha. Ga bóp zin nữa nè. Công tắc trên tay cầm. Đó. Lát zin, trắng cỏ đầu bồi zin nữa. Đó, liên lạc hết luôn. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh, E5 giá 1.9 nha anh chị. E5 34 ly 1.9. Đây là Maru Yanma nữa nè. Kiểu này kiểu khác ha. Là khỏe, chạy quá trời khỏe luôn. Đó. Một cây Maru áo màu cam, nồng 34 ly, công suất cũng 26cc ha. Cái máy này chạy cũng chạy chế zin One Pro nha anh chị. Cái kim chỉnh nó còn miếng nhựa nè, anh chị thấy bánh đâu xài nhiêu đây. Đóng e. Mở e ha, cho thông gió và chạy nè. Một khối đẹp chưa? Chỉ có em mua máy lựa nó mới long lanh lấp lánh như thế này thôi nha anh chị. Lựa từng con không đó. Anh chị biết là phụ nữ họ tỉ mỉ chu đáo lắm, khi mà lựa là anh chị phải biết là hàng chất lượng nha. Em nhanh là em lựa từ gì đó, tôm liền tôm nhựa nha anh chị. Công tắc nè, công tắc nằm phía sau này ha, đẹp xuống tới cái tôm luôn. Lóc dập nổi Made in Japan ha. Rồi, Made in Japan, cái máy này cái hơi nó giật đó anh chị, thì anh chị phải chịu khó nắm cộng dây giật cho gì giùm em. Đó, cái hơi nó rất là chắc, nắm như vậy ha, giật ra nó mới nhảy nổ nha. Còn mà nắm ở dưới giật lên là nó nặng giật lắm nha anh chị. Đó, tình hình máy sao thì em nói như vậy nha. Để cái kiểu nó như vậy rồi. Nắm ở giùm em từ 1 đến 2 ga, 2 găng tay. Giật nó qua tôi nó sẽ nhảy nổi thôi. Ga bóp zin. Đầu bộ zin còn rất nhật luôn. Láp kìa. Còn tem thông số luôn ha. Nó đẹp lắm. Ừ. Giá 1.9 nha anh chị. Chốt em nhanh E6 nha. 34 ly giá 1.9. Rồi một cây Magu. Dây giật sáng đẹp ha. Cây Magu này anh chị, áo máy xanh mà kèm theo bình xăng lớn nó màu xanh. Cái này là do ở bên Nhật cái anh đó anh xài nhất xanh ha. Cái nó bám vô trong cái bình xăng lớn thôi nha. Chứ cái bình xăng người ta bình xăng zin dày dặn lắm nha anh chị. Đó. Hình thức máy quá trời đẹp anh chị ơi. Lốc máy nè, sáng đẹp nè. Anh chị nhìn giùm em cái bô khói nè. Quá trời đẹp luôn. Máy này bên không có xài nhiều chứ. Chạy chế zin One Pro một kim ra ngang ha. Tem nè.
quá đẹp quá sáng, lóc dọc nổi mắt in Japan ha. Đó, khung bộ đỏ nè, anh chị thấy nó dày chưa, đâu có xài bao nhiêu đâu. Ốc máy nè, ốc sâu lưng, ốc tum vàng khè luôn. Con cắt nè, hàng này hàng trưng bày luôn, cái tum nó còn đẹp gắn ngót ha, tum 260 tum rời, cho nên anh chị có thể tháo rời đầu máy mình đốt thuốc nha. Ra giữ nha, lắp zin đầu vòi zin đó. Máy này anh chị chốt giùm em nhanh, E7 anh chị ơi, 34 ly 2,1 triệu ha, 2,1 triệu quá đẹp, chạy khỏe nữa, cái động cơ Mitsu nè. Mitsubishi Tayo công suất 26cc nòng 34 ly nha anh chị. Đó, cái phiên bản này á, là áo nó về nó bị gãy ở đây ha, với nó bị gãy một hai mẻ ở đây, nhưng mà được cái là máy áo nó zin đó, lớp máy nó cũng sáng đẹp, bô khối cũng đẹp nha anh chị, nói chung hình thức nó còn rất là sáng, rất là đẹp. Và cái phiên bản là có trợ lực nữa nè, anh chị nhìn bô khối đi là đẹp lắm. Áo zin thì bên em giữ nguyên si như vậy, chạy chế zin luôn nha anh chị, chế zin quanh pro một kim đó. Máy này thì lóc sẽ dập chữ là Mitsubishi một cái đường dài xuống đây nha. Đó, quá đẹp quá sáng, đế bờ đỡ bình xăng đầy đủ ha. Động cơ Mitsu sở hữu chế tum 260, tum nhôm tum rời, cho anh chị thấy tháo rời đầu máy mà đốt sạch thuốc nè. Đó, rồi ga bóp zin nè, công tắc trên tay cầm đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mình mở nó nè. Đó, trắng cỏ đầu bò zin, nói chung nó liền lạc hết. Mà nó bị bể cái áo máy ha, một hai ngạnh ở đây, nhưng mà nó nói tốt rổ, tốt mức sơn nha anh chị, zin còn tập. Thì em sẽ bán mình cái máy này là 2,2 triệu nha. Máy này anh chị chốt cho em E8, nếu mà nó không bể áo là giá cũng từ 2,4 triệu nha anh chị. Đó, tại vì nó bể áo cho nên em sale xuống không có lời, phải không lời luôn. Mã này anh chị chốt em E8 2,2 triệu ha. Đó, em báo gõ hàng nghe, đừng tới chỗ chốt đơn xong chê này chê kia bơm hàng nha. Mấy anh chị nào coi kỹ hết chốt nha anh chị. Cái cây Mitsubishi mà động cơ TB như này nè anh chị nghe kỹ đi, máy nó chạy tua rất là nhanh, tua nhanh là nó chạy khỏe đó, thay vì những cái đời máy như nó là nó phát cỏ là nó bỏ lên mấy cây kia chưa. Có nghĩa là ra ngoài đồng mà những anh nào mà xài đời máy khác hay là cây này nè, anh nào mà xài cây này ha là đi sẽ nhanh hơn, nó tua nó nhanh, chạy rất là khỏe, mà anh đập cước cũng vô tư luôn. Cái phương bản này lại có trợ lực nha anh chị, đó chạy chế zin 2 kim quanh pro đó, bộ khói trắng đẹp ha, bình xăng lớn nồi zin nữa nè, lóc dập nổi made in Japan nè, đó chế 2 kim luôn, chạy rất là đỉnh. Tum nhôm tum liền nha, tum nhôm tum liền, đế bờ đỡ bình xăng liền lạc ha. Này thì đế zin đó là kiểu gì đó, ra giữ nè, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mình mở anh chị. Đầu bò zin trắng cỏ chị đem buồn trắng cỏ mới nha anh chị. Đó, mã này anh chị chốt cho em nhanh, E9 34 ly 2,3 triệu ha. Một phát ăn ngay ha, cái tem quá trời đẹp anh chị, sắc sảo nè, made in Japan, golden star, scooter, nó chơi biết đọc chứ em biết dịch, khúc này em dịch được nè, made in Japan. Cái tem ha nó rất là đẹp nha anh chị, tông sẹt tông với cái áo này zin toàn tập nha, chạy chế zin một kim ra ngang quanh pro đó. Anh chị nhìn giùm em cái bô khối đi, tem nó nữa nè, trời ơi xuất sắc, công tắc nữa nè anh chị, sáng bừng luôn. Ốc máy này hoàn khè luôn ha, tum 260 Kawasaki TH26 này anh chị, chạy một kim quanh pro, đời máy này chạy rất là nội đồng có đá nha anh chị, cực kỳ là bền ha, anh chị xài đi đảm bảo là làm cho anh chị ưng bụng liền. Mà hình thức máy nó rất là gọn nhẹ, nó cũng cùng công suất 34 ly 26cc hết, nhưng mà nó hình rất là gọn nhẹ, lóc dập nổi made in Japan ha,
lóc trắng tư luôn. Đế bờ đó mình săn bằng nhựa nè. Đó. Ghê dữ nha. Công tắc trên tay cầm. Ủa nay công tắc ở đâu Thanh? Đầu máy hả? Xin lỗi nha anh chị, công tắc trên đầu máy mới đúng nha. Trên tay cầm này là không phải nha anh chị. Đầu bò ghim đó. Máy chạy khỏe, gọn nhẹ, lại xăng mà giá là 2.4 triệu nha. Anh chị chốt giùm em nha, E10 nha anh chị, 3 ly 2.4 triệu. Mitsubishi Engin T170 Made in Japan ha. Dễ thay đó. Máy em nhanh lửa thấy nó sao? Quá trời đẹp không? Dày dặn, tắt nhà mở nè. Càng đi quay nè, mình xong trên xuống ra trời xong cho nổi nha anh chị. Cái theo quay nó nhìn cũng không đụng hàng luôn. Quá đẹp. Tung rời, tung lớn bố lớn ha. Xuất sắc. Ra giữ đầu bò ghim. Em nói thiệt chứ mấy cây này mấy anh dùng con tôm Đắk Lắk thấy nguyên chốt là nhiều đó, chạy ngon lành cành đầu lắm anh chị. Châu bò á, nào đồng có đá. Mã này anh chị chấp em nhanh, E11 37 ly 2 triệu nha. 2 triệu, nhanh tay nhanh tay anh chị, còn chậm tay hết nha. Cái thằng Maru Yanma nè, 26. Maru nòng 34 ly, công suất là 26cc, đeo vai đeo lưng nha anh chị, chạy chế gin quanh bờ rồ một kim nha đó. À, đặc biệt cái đầu dòng Maru mà đeo lưng thì lúc nào mình xăng lớn nó cũng rất là to nha anh chị, cái đựng hơn nửa lít xăng. Anh chị nhìn cái bô khói nó đẹp nè, chạy chế gin quanh bờ rồ một kim nha. Còn cái bát đeo vai người ta nè, anh chị thấy em lựa hàng chưa, sắc ha. Đâu à? Lắp dập da ban nha anh chị, nhưng mà nó xéo xéo trên đây nè. Made in Japan đó. Tum rồi, tum nhôm 260, ốc hoàng khè luôn ha, quá đẹp. Cái tum còn chữ Made in Japan đó nè anh chị thấy không? Tức là mấy anh chị cái loại này mấy anh chị có thể thay cần cứng cho sử dụng được nha. Cần cứng bên em nhanh có bán thêm nha anh chị. À, đủ tay lái, đầu bò, bách ga, dây ga 400.000 ha. Ga giữ nha, công tắc nha. Một tay cầm, anh chị nhìn cái loại này nè, ốc nó vàng rất là đẹp nha. Đầu bò gì đó. Mã này anh chị chốt mẹ em E12 nha anh chị, 34 ly, giá 2 triệu ha. Rồi siêu phẩm nè, siêu phẩm lúc nào cũng đứng cuối cùng. Phiên bản này có trợ lực nha anh chị, ốc máy nó trắng trẻo đẹp đẽ chưa, bình xăng lớn cũng trắng sáng luôn, chạy chế gin quanh bờ rồ một tim ha. Em thẳng lên nhà vô nhà cho chị luôn. Bình xăng lớn nè anh chị, nhìn ốc ở dưới đây đẹp nè. Chạy tum nhôm tum rời 260 nha anh chị, ốc máy anh chị nhìn trắng nè, ngót ngon ngọt. À, loại này mình lắp càng cứng vô sử dụng được luôn nha, quá đẹp. Tại sao em nói là siêu phẩm? Tại vì ga bóp gin nha anh chị. Ủa sao cái ga bóp này nó cứng như Thanh? Bóp cái nhỏ chứ mới bóp được cái bự chưa? Vì sao?
Mày qua mày bóp cho khách coi coi. À, vậy là mình sử dụng ngón cái trước ha. À, bóp cái nhỏ trước nè, rồi mình bóp vào cái lớn nha anh chị. À, giống như cái này là cái móc khóa của nó vậy đó, bóp cái nhỏ mình bóp cái lớn đó. Con tắc nè, đó. Nè, ốc nè, trắng đẹp ha, một tay cầm trắng cỏ đầu bò ghim nói chung nè. Lắp còn tem thông số luôn. Gà bóp ghim. Rồi. Anh chị chốt cái này chốt cho em nhanh, E13 anh chị ơi, 34 ly giá 2.3 ha. 2.300. Gà bóp ghim rồi luôn nha. Rồi, à, cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh, ủng hộ cửa hàng em. Em hẹn gặp lại nha, tạm biệt.